Tẩy da chết mình dùng của nhà St. Ives. Cái tuýp này có mùi cà phê và dừa rất là thơm. Và mình chỉ dùng một tuần một lần thôi. Tiếp theo, mình sử dụng sản phẩm Forback của Nhật để tắm luôn. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã hết muộn rồi. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng vật nạ V-Line để có thể tạm thời bye bye cái nọng cằm. Tiếp theo mình sẽ sử dụng mặt nạ thư giãn mắt của Nhật. Cái này có mùi cam quýt rất là thơm và nó rất là dễ chịu luôn. Các bạn nhất định phải mua cái này dùng thử, thề phê lắm. Mình sẽ để link tất cả sản phẩm mình dùng ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo nhé. Còn mình đi ngủ đây. Hello, chào buổi sáng. Wow, chả có gì khác cả. Trước khi skincare thì nhớ rửa tay nhá. Tẩy trang mình dùng của L'Oreal. Cái này là dạng nước, thế nên là nó rất là dễ chịu và cảm thấy da mặt nó không bị bí tắc như là cái dạng dầu ấy. Tẩy da chết mình vẫn dùng của St. Ives. Cái này mình dùng một tháng một lần thôi. Tại vì da mình quá là nhạy cảm và dễ lên mụn, thế nên là mình không muốn tác động nhiều đến da quá. Sữa rửa mặt mình dùng của Cetaphil. Cái này rất là dịu nhẹ, thế nên là rất là phù hợp với những bạn có làn da nhạy cảm, dễ lên mụn như mình. Các bạn đừng quên tẩy da chết cho môi nha. Nếu mà môi sần sùi thì đánh son lên không đẹp đâu. Mình sử dụng toner của Class. Kết cấu của cái này nó khá là đặc, nhưng mà lúc thoa lên mặt thì nó rất là mướt, cảm giác rất là tươi mới luôn ấy. Xong, mình không bôi kem chống nắng đâu và cái này mình sẽ nói rõ hơn ở video về skincare nhé. Trước khi make up thì mình sẽ thoa lại toner một chút nhé. Hôm nay mình sử dụng cushion của Lemonade. Cái này nó có hai ô. Ô đầu tiên là face filler, giúp các bạn có thể lấp đầy cái lỗ chân lông, để sau đó đánh cái cushion ở ô thứ hai lên thì cái lớp nền nó sẽ tẹp vào da và trông sẽ rất là đẹp mắt. Mình sử dụng kẻ lông mày cũng của Lemonade luôn. Cái này nó có hai đầu, một đầu là để kẻ và một đầu để chuốt, có màu nâu, siêu tiện lợi. Mình sẽ che khuyết điểm một chút ở viền lông mày để nó có thể rõ nét hơn. Sao trông thảm họa thế nhỉ? Hôm nay mình tiếp tục sử dụng bảng mắt của Volgi. Mình sẽ đánh theo tone màu hồng lạnh để phù hợp với concept của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên mình sử dụng cái màu ở trên này để đánh cái lớp nền của mắt. Tiếp đến mình sử dụng màu này là để đánh phần trên của mắt. Sử dụng một đầu cọ dẹt và nhỏ để đánh phần viền mắt, trong mắt sẽ to hơn rất là nhiều. Và các bạn đừng quên highlight phần đầu mắt để trong mắt to hơn nhé. Và tất nhiên không thể thiếu phần khối rồi, một thứ sẽ cứu rỗi khuôn mặt siêu to khổng lồ của bạn. Uốn lượn theo đường sống mũi, hai lỗ mũi. Oh.
hút mỡ vào mồm để đánh gò má, quai hàm. Ồ. Và mình dùng luôn kẻ lông mày để kẻ mắt. Quá là tiết kiệm. Và cuối cùng chính là vũ khí diệt sạch mọi đối thủ. Black Rose A06 màu đỏ gạch. Táp 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 trên bờ môi quyến rũ. Đánh thêm một chút nữa trong lòng môi để trông ngây thơ, hiền lành, yếu đuối hơn. Tiết kiệm tí son còn giang dở, đánh luôn lên má. Trông vừa tông xẹt tông mà vừa tiết kiệm. Và cuối cùng mình sẽ sử dụng một lớp phấn phủ để phủ lên mặt. Hoàn thành xong make up của ngày hôm nay. Yay! Yay! So when you see me talk to strangers, no, don't you let it get the best of you. You let me slip right through your fingers, and now it's fingers running down me too. Hầu hết đồ skincare và make up ngày hôm nay mình dùng đều là từ Sami Shop. Nếu các bạn muốn mua mỹ phẩm chính hãng thì Sami Shop là một lựa chọn rất đúng đắn. Và cảm ơn Sami Shop đã tài trợ cho video của ngày hôm nay nhé.